Hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Hội Người Cao Tuổi phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn tổ chức tặng quà cho phụ nữ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn đã đến thăm hỏi và trao tặng 30 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 đồng, gồm 5kg gạo, mì gói, dầu ăn, đường, bột ngọt, dân dân. Nguồn kinh phí do Hội Người Cao Tuổi quận và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận vận động. Đây là việc làm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.